cô chú thì yêu cầu bolero, mọi người thì yêu cầu remix sến nhảy. Cả hai luôn ha. Nhưng mà hỏi theo số đông bằng những tràng vỗ tay của vị trước nha. Bây giờ Vũ hát nhạc dân ca trữ tình bolero được không ạ? À? Sến nhảy remix được không ạ? À? Chơi luôn, tới bến luôn. Một bài hát của nhạc sĩ Hàn Châu. Một bài hát này cũng là trữ tình nhưng mà được làm mới lại theo dòng nhạc sự miết Vina House ADM đương đại của Khu Hy Vũ và Saka Trương Tuyền, nằm trong cái album Sến Nhảy Song Ca Remix. Bài này Vũ nhớ không lầm lượt xem đang rất là đỉnh nè. Quý vị có hay xem bài Tình Đã Bay Xa chưa? Có chưa? Có rồi, một tràng pháo tay thiệt đó. Thank you.